Chào các em. Hôm nay các em, tôi sẽ giải cho các em cái bài tập trắc nghiệm của cái hàm số bậc 2 trong cái vấn đề thầy đã phát. Bài tập trắc nghiệm của hàm số bậc 2 này nó gồm 42 câu. 42 câu nha các em. Bắt đầu câu số 1. Cho hàm số y bằng ax bình cộng bx cộng c có đồ thị là b. Vậy thì tọa độ đỉnh b là bao nhiêu? Chúng ta nhớ là tọa độ đỉnh b là điểm y, hành độ là trừ b trên 2a, tung độ là trừ delta trên 4a. Trong đó delta là gì em? Là b bình trừ 4ac. Đúng chưa? Vậy đáp án là gì? C. 1c nha các em. Rồi. Tiếp theo câu 2. Câu số 2. Câu số 2 là như sau. Thế thì đỉnh y của parabol B 3x bình trừ 2x cộng 1 là gì? Thì ở đây chúng ta tính ra trừ b trên 2a nó bằng là trừ cho trừ 2 là 2, chia cho 2 lần a là 6, vậy là 1/3. Vậy đỉnh y là 1/3, hành độ của nó là 1/3 này. Rồi tung độ thì em lấy 1/3 em thay vào đây, đúng không? Tung độ 1/3 thay vào đây thì nó ra là nhiêu? 1/9 nhân 3 là 1/3. 1/3 với 1/1 là 4/3. 4/3 trừ 1 trừ 2/3 là 2/3. Vậy tung độ là 2/3. Như vậy điểm y của thầy là hành độ đỉnh, tọa độ đỉnh y chính là 1/3, 2/3 anh em. Đáp án gì? Đáp án G. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có thể bấm máy tính cũng được nha. Bấm máy tính cũng được. 1/5 này. Mình bấm máy tính cái chỗ nào? Mình bấm tính chỗ cái giải phương trình bậc 2 á. 1/5. À, 1 nha. 5. Rồi. Thế thì khi mà bấm máy tính xong thì nó sẽ cho chúng ta cái gì? Giải phương trình bậc 2 thì bấm số 3. Bấm số 3. Rồi. Mình nhập các cái hệ số vào. 3 trừ 2 1, đúng không? 3 bằng trừ 2 bằng 1 bằng. Rồi mình sẽ đang nghiệm, nhưng mà nghiệm này thì không quan tâm, không quan tâm đến nghiệm này nha. Bỏ nghiệm này đi, bỏ nghiệm đi. Rồi nơi đây x value minimum có nghĩa là cái hoành độ đỉnh, đúng không em? X value minimum chính là hoành độ đỉnh đó. Rồi bấm cái nữa, y value minimum thì đó chính là 2/3, đó chính là tung độ của đỉnh. Như vậy bấm như vậy là chúng ta sẽ ra được là hành độ 1/3, tung độ là 2/3, đó chính là tọa độ đỉnh. Được chưa? Và đấy, 2/3 nó cũng chính là cái giá trị nhỏ nhất của hàm số nha. Giá trị nhỏ nhất của hàm số này, lưu ý nha. Do cái hành độ đỉnh ở đây nó là minimum, tung độ đỉnh này minimum này, cho nên là ở đây mình hiểu đó là min của y nó chính là bằng 2/3. Min này trên R nha. Nó đạt tại x bằng 1/3. Được chưa? Cái min của y nó đạt, nó bằng 2/3 tại x bằng 1/3. Và tọa độ đỉnh y chính là điểm của tọa độ là 1/3, 2/3. Đấy. Đó là dùng máy tính đấy mà. Nhớ là bấm 1/5/3 nha. Giải phương trình bậc 2 đấy. Rồi tiếp theo chúng ta qua câu 3. Câu số 3.
Con số 3 này như sau. Đề người ta nói là gì? Hàm số nào sau đây hả? Hàm số nào sau đây có đồ thị là parabol? Hàm số nào sau đây có đồ thị là parabol mà có đỉnh y là trừ 1/3? Có đỉnh y là trừ 1/3, được chưa? Như vậy thì parabol này á, đỉnh y là trừ 1/3 đó, thì mấy em kiểm tra thôi, kiểm tra từng cái thôi. Đầu tiên là hình độ đỉnh trừ b trên 2a. Ví dụ câu a này, trừ b, trừ b là bằng 4 chia 2a, chia 2a là bằng 4 luôn. 4 chia 4 là 1 rồi. Như vậy là đỉnh y là 1, không được rồi, loại đi. Tiếp câu b, trừ b là 2 chia 2a là 4, vậy là 1 phần 2 là cũng được, loại luôn, đúng không? Câu d chẳng hạn đi, là trừ b là trừ 1 chia 2a là 4, trừ 1 phần 4 cũng được luôn, hình độ là trừ 1 mà, loại. Vậy đỉnh c là 2 x bình cộng 4 x cộng 5, thì nó là trừ b trên 2a, trừ b là bằng trừ 4 chia 2a là bằng 4, như vậy bằng trừ 1. Trừ 1 thay vào, mấy em thấy y nó bằng nhiêu? Y nó bằng 7 trừ 4 là 3, y bằng 3. Như vậy đây thì đáp án này, đúng không? Đúng chưa? Đó. Thì đó là chúng ta dùng tính từng cái, tính nhẩm đấy. Còn không thì các em có thể dùng máy tính như nãy thầy nói, là chúng ta nhập vào mốt 53, 53, đúng không? Ví dụ đây thì nhập vào cái gì? Đó là 2 trừ 4 trừ 3 này, 2 bằng trừ 4 bằng trừ 3 bằng, không quan tâm đến nghiệm nhưng mà em kể đó. Rồi, như vậy là x value minimum, tức là ở đây cái hoành độ đỉnh là 1. Ồ, đây, cái hoành độ đỉnh là 1 nha em. Hoành độ đỉnh là 1, nhưng mà trong khi hình đã đỉnh đây là trừ 1, như vậy là loại đáp án ngay nè. Tiếp đến ví dụ bây giờ đánh C đi. C là 2 4 2 bằng 4 bằng 5 bằng. Rồi cái nghiệm không quan tâm. Rồi, đây x value minimum trừ 1, y value minimum 3, tức là hình độ đỉnh là trừ 1, tung độ đỉnh là 3. Như vậy điểm y ở đây có hình độ tọa độ là trừ 1, 3. Đó, xong. Vậy đúng đáp án, đáp án C. Được chưa? Đáp án C. Vậy thì xong câu số 3 nha. Qua câu số 4. Câu số 4 này. Câu số 4 như sau. Tìm giá trị nhỏ nhất y min của cái hàm số y bằng x bình trừ 4 x cộng 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của nó. Thì ở đây thì làm theo cách lớp 9 trước ha. Cái giá trị nhỏ nhất của hàm số này nó chính là bằng gì? Y nó chính là bằng x bình trừ 4 x cộng 4 là cộng 1, bởi vì nó là số 5 mà. Vậy nó chính là x bình trừ 4x cộng 4, nó chính là x trừ 2 tất cả bình cộng 1, đúng không? Như vậy thì nó lớn bằng gì em? Lớn bằng 1. Lớn bằng 1. Vậy cho nên giá trị nhỏ nhất của hàm số sẽ là y min bằng 1. Điều này xảy ra khi nào? Khi cái này bằng 0, khi x trừ 2 bằng 0, tức là khi x bằng 2. Đó, đây là cách 1, cách của lớp 9 nha. Cách 2 này, cách 2 này, đó là em bấm, em dùng 7 biến thiên. Dùng 7 biến thiên nha các em. Đây là x này, đây là y này. Thì ở đây chúng ta nhớ là hình độ đỉnh là bao nhiêu? Trừ b trên 2a. Trừ b là mấy này?
trừ b là 4 này. Trừ b là 4. Chia 2a là bằng 2. Như vậy là bằng 2. Như vậy hình độ của đỉnh là 2. Và đồng thời parabol này là a dương mấy em. A dương. A dương thì b làm sao? Hướng lên. Hướng lên là đi xuống rồi đi lên. Đó, hướng lên vậy. Đi xuống rồi đi lên. Hai này mình thay vào đây thì ra được 4 chứ 5 là 9, 9 trừ 8 là 1. Hai này thay vào là 1. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có được là giá trị nhỏ nhất của hàm số rõ ràng là nghe không? Hai chỗ này là dương vô cùng nha mấy. Thì rõ ràng giá trị nhỏ nhất của hàm số là bằng 1. Điều này xảy ra khi x bằng 2. Đó. Y min bằng 1 khi x bằng 2. Giống vậy. Đây là cách thứ hai. Cách thứ ba là nãy giờ chúng ta cũng đã làm. Chúng ta dùng máy tính nhưng mà máy tính. Bấm 1, 5, 3. Chúng ta nhập cái hệ số vào. 1, 1 bằng, trừ 4 bằng, rồi 5 bằng. Đang nghiệm không quan tâm. Đây, x value minimum tức là bằng 2. Y value minimum bằng 1. Nghĩa là giá trị nhỏ nhất của hàm số là y bằng 1 đạt được khi x bằng 2. Được chưa? Đây. Đã ba cách nha các em. Tiếp tục chúng ta qua câu 5. Câu số 5 nha. Câu số 5 này nó yêu cầu gì? Câu 5. Hãy tìm giá trị lớn nhất của hàm số y bằng trừ căn 2 x bình cộng 4 x. Đây là giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất. Đây. Thì mấy em có thể đưa về bình phương cũng được. Muốn đưa về bình phương thì đưa về bình phương thôi. Như đây. À, cách 1 nhận đưa về bình phương này. Nó thì đặt căn 2 ra ngoài. Đặt trừ căn 2 ra ngoài luôn. À, đặt trừ căn 2 ra ngoài thì nó ra cái gì? Nó còn lại là x bình trừ 2 căn 2 x. Như vậy thì phải thêm bớt vào đây là nhiêu? A bình trừ 2AB rồi. Phải cộng B bình. Tức là phải cộng ra 2. Đó. Như vậy thì nhân lại là trừ x bình cộng 4x trừ 2 căn 2. Như vậy là mình đã trừ đi 2 căn 2 thì mình phải cộng lại cho 2 căn 2. Đó. Thì viết lại nó chính là trừ căn 2 nhân cho x trừ căn 2 tất cả bình rồi cộng cho 2 căn 2. Bình phương là lớn bằng 0 nhưng mà phía trước lại âm cho nên nó biến bằng 0 cộng với 2 căn 2 thì nó biến bằng 2 căn 2. Được chưa? Như vậy y biến bằng 2 căn 2. Như vậy là có là y max. Y max bằng 2 căn 2. Điều này xảy ra khi anh này bằng 0. Tức là khi x bằng căn 2. Đó. Đó là chúng ta giải bằng cách đưa về bình phương đó các em. Nó cũng nhanh chứ không phải chậm đâu. Tiếp theo người lập bài miễn thi cũng được. Rồi, còn bấm máy tính luôn đi. Nhanh nhất là bấm máy tính. Trong trường hợp này, đó là chúng ta gì? 1, 5, 3. 5, 3. Rồi, nhập vào là trừ căn 2 này. Trừ căn 2 bằng. Rồi, 4 bằng. Rồi, 0 bằng. Đó. Đang nghiệm không quan trọng nhưng mà không quan tâm nghiệm. Đây, x value minimum tức là x bằng 2 căn 2 này. Rồi y value minimum là y bằng 2 căn 2. Như vậy có nghĩa là giá trị y value maximum nha mấy. Ở đây là y value maximum. Thì giá trị lớn nhất của hàm số chính là 2 căn 2. Nó đạt được khi x bằng căn 2. Được chưa? Như vậy là kết luận này.
y max bằng 2 căn 2 khi y khi x bằng căn 2 được nha. Rồi thì xong câu số 5, tiếp tục qua câu số 6. Rồi câu số 6 nha. Câu số 6 này nó hỏi về gì? Đề như sau: trục đối xứng của parabola B y bằng 2x bình cộng 6x cộng 3. À, nó hỏi về trục đối xứng hả? Thì trục đối xứng của một parabola thì có phương trình là x bằng trừ b trên 2a thôi. Nhớ là x bằng nhưng mà chứ không phải y bằng đâu. X bằng trừ b trên 2a. Trừ b tức là trừ 6 này. 2a tức là 4. Vậy là trừ 3 bằng 2. À. Trục đối xứng là x bằng trừ 3 bằng 2. Đáp án là gì? Được chưa? Tiếp theo câu số 7. Để quay câu số 7 nha. Rồi câu số 7 này như sau. Nó hỏi về trục đối xứng parabola B y bằng trừ 2x bình cộng 5x cộng 3. Rồi như vậy là công thức chúng ta biết rồi ha. Trừ B trên 2A, như vậy là trừ 5 chia cho 2A là trừ 4, như vậy là 5 phần 4 x bằng 5 phần 4. Đáp án dê anh em. Đáp án dê, được chưa? Tiếp tục câu số 8. Câu số 8 hả? Câu số 8 trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị nhận đường x bằng 1 làm trục đối xứng? X bằng 1 như vậy mình cứ tính thôi, tính từng hàm số thôi. Ví dụ đồ thị có A này, x nó bằng trừ B trên 2A là trừ 4 này, chia cho 2A là trừ 4 luôn, như vậy là bằng 1. Vậy đây chính là cái đường nhận x bằng 1 làm trục đối xứng, như vậy đáp án A. Đó. Còn không thì các em có thể dùng máy tính bấm được nha. Rồi tiếp tục câu số 9. Câu số 9 này. Thế thì nó hỏi gì? Hàm số y bằng 2x bình cộng 4x trừ 1 khẳng định là đúng. Nhớ là đúng nha mình. Hàm số này đồng biến trên khoảng này, nghịch biến khoảng này, nghịch biến trên khoảng này, đồng biến khoảng này. Rồi như vậy là nó hỏi về sự biến thiên hàm số. Nó hỏi về sự biến thiên hàm số nha các em. Thế thì chúng ta làm sao? Thì tốt nhất là các em là hãy lập bài biến thiên ra. Những cái câu mà nó hỏi về sự biến thiên như thế này á, thì nhớ là lập bài biến thiên nha. Cứ lập bài biến thiên ra cho thầy. Thì ở đây trước hết chúng ta thấy là cái bài biến thiên thì chúng ta phải có tọa độ đỉnh, đúng không? Này. Mà hoành độ đỉnh là gì? Đây là x này, bài biến thiên này. Hoành độ đỉnh là trừ b trên 2a. Trừ b tức là trừ 4 này, chia 2a tức là 4, như vậy là 1. Như vậy hình độ đỉnh là trừ 1 nhé, trừ 1. Rồi bề lãm thì sao em? A dương này. A dương thì bề lãm hướng, hướng lên. Đó, hướng lên thì đi xuống rồi đi lên, bởi vì A dương. Được chưa? Nhớ A dương bề lãm hướng lên nha. Như vậy là hàm số này nó đồng biến trong khoảng từ trừ 1 đến dương vô cùng ấy. Đồng biến trên khoảng từ trừ 1 đến dương vô cùng, và nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1. Nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1. Đó, cho nên đáp án là gì? Yeah. Nó nhìn vào là rất là nhanh, đúng không? Đó. Nhắc lại là lần sau hỏi về sự biến thiên của hàm bậc 2 thì các em cứ gì?
đi lập bảy biến thiên. Mà lập bảy biến thiên tức là tìm hoành đạo đỉnh, rồi để ý cái bề lõm, tức là A dương A âm. Bề lõm hướng lên thì đi xuống rồi đi lên. Từ đó mình vẽ được cái bảy biến thiên ra. Nhìn vào bảy biến thiên đó thì các em kết luận được à, đâu là đồng biến, đâu là nghịch biến. Thì bài này nó là đồng biến nhân khoảng từ trừ 1 đến nhiêu vô cùng, và nghịch biến nhân khoảng từ âm vô cùng đến chữ trừ 1. Mấy bài này nếu mà em dùng máy tính em bấm mà mất 7 đó thì rất là dễ sai lầm, nhưng mà dễ nhầm lắm, dễ bị gài lắm. Cho nên tốt nhất là nên lập bảy biến thiên ra. Đối với bậc 2 đó, lập bảy biến thiên ra là biết đó. Rồi, thì xong câu số 9 nha. Tiếp theo câu số 10. Hàm số nào, hàm số nào sau đây, câu số 10 hả? Hàm số nào sau đây nghịch biến trong khoảng trừ 1 đến nhiêu vô cùng? Nghịch biến trong khoảng từ trừ 1 đến nhiêu vô cùng nhỉ các em? Ở đây nó có 4 hàm số, 4 hàm số luôn. Đấy. Thì các em phải nếu mà lập bảy biến thiên ra ha, lập bảy biến thiên ra, bởi vì nó yêu cầu là nghịch biến nhân khoảng từ trừ 1 đến nhiêu vô cùng, thì các em có thể lập bảy biến thiên hoặc là dùng mốt 7 trong trường hợp này cũng được, dùng mốt 7. Khi mà em tại vì lập bảy biến thiên thì chúng ta phải đi tìm tọa độ đỉnh ha. Bây giờ thì làm theo kiểu là lập bảy biến thiên trước đây, lập bảy biến thiên. Ví dụ câu A, đáp án A thì hoành độ đỉnh là bao nhiêu? Xét đáp án A này, hoành độ đỉnh là trừ B trên 2A, trừ B là 0 chia 2A, 2 gần 2 như vậy là bằng 0. Như vậy là bảy biến thiên như sau: x y này, âm vô cùng, dương vô cùng này, không này. Hệ số A mang dấu gì các em? Mang dấu dương. Bề lõm hướng lên, hướng lên là đi xuống rồi đi lên, đúng không? Như vậy trên cái khoảng từ trừ 1 đến dương vô cùng, đây là trừ 1 này, đến dương vô cùng này, thì rõ ràng nó có một cái khoảng nghịch biến, là có một khoảng đồng biến, chứ nó không phải là nghịch biến hoàn toàn, đúng không? Cho nên đáp án nghe bị gì? Bị loại. Loại đáp án nghe đi, được chưa? Bây giờ tương tự đáp án B này. Tính hành độ của đỉnh trừ B trên 2A, trừ B trên 2A, trừ B trên 2A nó chính là bằng 0, đúng không? B là bằng 0 rồi. Đấy. Như vậy là ở đây B là hướng lên hướng xuống, A dấu âm nhưng em, A dấu âm. Vậy đây là x này, đây là y, âm vô cùng, dương vô cùng, không. B là hướng xuống là đi lên rồi đi xuống, đúng không? Nhưng mà trừ 1 đến dương vô cùng, đây trừ 1 đến dương vô cùng thì nó có một cái khoảng lên là mới xuống, chứ nó không phải là nghịch biến hoàn toàn. Đấy. Vậy đáp án B cũng bị gì? Bị loại. Đúng chưa? Rồi, đáp án C là cái gì? Đáp án C y bằng căn 2 x bình cộng 1 tất cả bình, tức là x cộng 1 tất cả bình. Đó. Thì ở đây chúng ta đi tìm tọa độ đỉnh, đi tìm tọa độ đỉnh ra. Ở đây thì lưu ý một điều thế này, đối với cái hàm bậc 2 á, lưu ý nha, y bằng ax bình cộng bx cộng c, thì bao giờ chúng ta cũng đưa nó được về dạng đó là a nhân với x cộng b chia 2a tất cả bình, rồi trừ delta trên 4a. À, tức là một cái hàm bậc 2 nào đi nữa thì
luôn luôn viết được nó như dạng này nha. Thì khi đó cái parabol y mấy em sẽ có hình độ đỉnh y là x nó chính là trừ b trên 2a này, còn y nó chính là trừ delta trên 4a. Đó. Như vậy thì khi mà người ta viết mấy dạng này rồi thì em nói ngay cái hình độ đỉnh cho thầy đó chính là x bằng trừ b trên 2a, được chưa? Nó chính là cái chỗ mà làm cho cái bình phương này bằng không. Đó. Thầy lấy ví dụ ha, ví dụ như là đây. Ví dụ như parabol y bằng đó là 2 nhân x trừ 1 ở cả bình cộng 5. Đó, ví dụ vậy đi. Thì cái parabol này không cần khai triển ra, em khai triển ra vẫn được. Nhưng mà em không khai triển ra thì em sẽ thấy được là parabol này có đỉnh y chính là cái chỗ mà làm cho anh này bằng không. Đó, tức là x bằng 1. Đó, x bằng 1 thế vào đây thì y nó bằng 5. Còn không thì em khai triển ra, em áp dụng trừ b cho này a, nó cũng sẽ ra kết quả như thế này. Được chưa? Đó là cái cách mình làm nhanh đấy. Như vậy thì áp dụng vào bài này, câu C đi. Tiếp theo câu C này. Đáp án C. Như vậy, cái chỗ này nó có dạng là căn 2 x cộng 1 bình. Như vậy là nó chính là nghiệm, nó chính là trừ 1. Như vậy thì parabol này có hình độ đỉnh là x bằng trừ 1. Đó. Vậy thì sẽ vẽ ra như sau. Trừ 1 ha. Đó. Số A dấu dương. Cho nên là bề lẫm hướng gì? Hướng lên, đi xuống rồi đi lên. Đúng không? Trừ 1. Rồi. Như vậy thì hàm số yêu cầu là nó nghịch biến trên khoảng từ trừ 1 đến nhiêu vô cùng. Vậy từ trừ 1 đến nhiêu vô cùng nó đồng biến này, nó phải nghịch biến đâu. Đó. Như vậy đáp án C cũng bị lọt. Đó. Thì chắc chắn đáp án D là đúng rồi. Nhưng bây giờ tôi kiểm tra đáp án D nha. Kiểm tra đáp án D này. Thì đáp án D nó là hình độ đỉnh là nghiệm của anh Bình này. Anh Bình này. Như vậy hình độ đỉnh nó chính là x cộng 1 bằng 0, tức là x bằng trừ 1. Được chưa? Hình độ đỉnh cũng là x bằng trừ 1 luôn. Nhưng mà ở đây á, x bằng trừ 1. Hệ số A mang dấu gì? A mang dấu âm. Cho nên bề lẫm nó sẽ hướng xuống. Hướng xuống tức là đi lên rồi đi gì? Đi xuống. Đúng không? Như vậy ở đây nó nghịch biến em khoảng từ trừ 1 cho đến như đây. Dương vô cùng. Đúng không? Vậy nó nghịch biến nha. Đáp án ở đây chính là gì anh? À, đáp án ở đây chính là D. Đáp án D. Rồi. Vậy đây hôm nay chúng ta biết thêm cái chỗ mà hình độ đỉnh đó, nó là x bằng trừ b trên 2a. Thì nó chính là nghiệm của cái anh bình phương này. Đó, nếu mà đưa về dạng bình phương. Đó. Rồi. Còn nếu mà dùng máy tính thì sao? Nếu bài này chúng ta dùng máy tính. Đây. Tiếp tục nha. Vẫn là bài đó. Nếu mà dùng máy tính thì chúng ta nhớ là dùng chức năng mod 7. Nhập cái hàm fx vào. Hàm gx không dùng. Nhập bằng 0. Sau đó chúng ta bắt đầu từ trừ 1. Kết thúc. Là các em nhớ là cộng cho thầy 18 vào đây. Tức là 17. Step là 1. Đó. Rồi em quan sát thử là hàm nghịch biến thì phải càng ngày nó phải càng gì các em? Càng giảm đúng không? Hàm nghịch biến mà. Càng ngày nó phải càng giảm. Đó. Ví dụ như câu A ha. Nhập này. Mod 7. Rồi nhập cái hàm EBIT vào câu A này. Đây. Nó chính là căn 2x căn 2 nhân alpha x bình cộng 1. Rồi. Gx nhập 0. Star là trừ 1. A là 17. Step là 1. Rồi. Em để ý coi ha. Đây. 2. 2 nó đi xuống.
hai này trừ một là nó đã bằng 2,4 này, nhưng mà sau đó nó đi xuống nhưng mà sau đó nó lại lên, tức là xuống rồi lại lên, vậy là không được. Nó đang yêu cầu là hàm số này sao em nghịch biến mà, đúng không? Yêu cầu là nghịch biến thì nó phải đi xuống ít thôi, nhưng mà ở đây nó không đi xuống rồi lại đi lên, nó tăng này giảm rồi lại tăng, vì vậy chứng tỏ là câu A bị loại, được chưa? Rồi tương tự tiếp câu B nha, bấm bằng lên em, bấm EC nhé, bấm EC thêm dấu trừ vào, trừ, đúng không? Bấm bằng vẫn dĩ nguyên giống vậy. Nhận xét trừ 0,414, tức là trừ 0,414 tức là âm, đi lên tới 1, vậy không được rồi. Âm đi lên tới 1 là đồng biến rồi, này đi lên là đồng biến, mà đang cần nghịch biến là phải đi xuống, như vậy B cũng lại loại luôn. Đấy. Tiếp tục đến C, đến C ha, bấm EC nha, đến C là căn 2 nhân cho x cộng 1 tất cả bình. Rồi, x cộng 1 tất cả bình, xóa này đi. Rồi, bấm bằng. Rồi, và thấy sao? Không, nó tăng lên 1. Không, nó tăng lên 1 thì nó lại nó đồng biến các em. Đang đồng biến, nó tăng này. Nó tăng này, không lên 1, 4, 5 gì đó. Như vậy là càng ngày nó càng tăng rồi. Như vậy hàm này đồng biến chứ không phải nghịch biến. Như vậy loại đáp án gì? C luôn. Rồi, đáp án D này. Trừ căn 2 đúng không? Thêm dấu trừ. Rồi. Chúng ta thấy nó không, nó giảm xuống âm. Âm nó giảm xuống trừ 5. Tiếp tục. Nó giảm trừ 12, trừ 22, trừ 35 đúng không? Đó, trừ càng ngày càng âm. Rồi tóm lại là hàm D là càng ngày nó càng nghịch biến trong khoảng từ trừ 1 đến dương vô cùng. Vậy đáp án ở đây chính là nó ăn dê, được chưa? Đó. Rồi. Ở đây là đáp án dê nha các em. Kết thúc câu số 10. Câu tiếp theo, câu số 11. Đề bài như sau. Hãy tìm giá trị lớn nhất M lớn về giá trị nhỏ nhất M nhỏ của hàm số x bình trừ 3x trên đoạn 0 đến 2. Thì bài này chúng ta đi lập bài biến thiên của hàm số bậc 2 trên đoạn 0, 2. Từ đó chúng ta tìm được mắc min. Đầu tiên chúng ta xét cái hàm số y bằng x bình trừ 3x. Thế thì cái hàm số này chúng ta có tọa độ đỉnh nó là một parabol, là một parabol ha. Và parabol này có đỉnh là bao nhiêu các em? Có đỉnh là bao nhiêu? Hành độ của đỉnh là trừ b trên 2a, trừ b, trừ b là 3, chia 2a là 2, 3 bằng 2. Rồi, tung độ của đỉnh thay vào 9 bằng 4, trừ 9 bằng 2, vậy là trừ 9 bằng 4. Rồi, thì có được cái bảng biến thiên như sau. Đây là x. Đây là y. Lúc đầu thì ta cứ cho x chạy từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng. Ở giữa là b chia a, trừ b chia 2a, tức là hành độ của đỉnh đó, 3 bằng 2. Ở đây số a nó là dương, cho nên nó sẽ hướng lên. Vậy là bọn hướng lên thì sẽ đi xuống rồi đi lên. Chỗ này chính là trừ 9 bằng 4. Thế bây giờ nó xiết trên đoạn 0 đến 2 thôi, đúng không? Từ 0 đến 2, chúng ta đưa số 0 và số 2 vào. Số 2 nó lớn hơn 3 bằng 2 nha. Rồi chúng ta gạch một gạch xuống. Đó. Chúng ta bỏ phần này đi, bởi vì ta chỉ xiết từ 0 đến 2 thôi.
đánh là chỉ mũi tên đây, nó thấy không và hai vào đây, không thấy vào thì ra không, hai thấy vào thì ra bốn, trừ cho sáu là trừ hai. Vậy thì rõ ràng cái giá trị lớn nhất của hàm số trên cái đoạn không hai đó chính là không. Nó đạt được tại x bằng 0. Còn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 0,2 nó chính là bằng trừ 9/4. Nó đạt được tại x bằng 3/2. Đó. Như vậy là chúng ta đã giải một cách hoàn chỉnh tìm mắc min trên đoạn 0,2. Như ở đây đề yêu cầu là m lớn là mắc, thì m lớn chính là 0, m nhỏ chính là min, tức là trừ 9/4. Được chưa? Và chúng ta sao đáp án. Đáp án đây, m lớn bằng 0, m nhỏ bằng trừ 9/4. Đáp án A. Đáp án A nha các em. Được chưa? Thì ở đây chúng ta thấy là cái bài này giải như kiểu là lập bảng biến thiên. Đó là một trong những ứng dụng của hàm bậc 2. Được chưa các em? Rồi, chúng ta tiếp tục câu số 12. Câu số 12. Tìm giá trị M khác 0 để cho hàm số y bằng mx bình trừ 2mx trừ 3m trừ 2 có giá trị nhỏ nhất bằng trừ 10 trên r. Có giá trị nhỏ nhất bằng trừ 10 trên r. Như vậy thì ở đây m khác 0, m khác 0 thì đồ thị đây là đồ thị của một hàm bậc 2, đúng không? Như vậy thì nếu mà đồ thị của hàm bậc 2 thì chúng ta xét hai trường hợp này nè. Nếu mà m dương á thì parabola nó sẽ hướng lên thế này, tức là a dương thì parabola hướng lên, mà a âm á, tức là m âm á, thì parabola hướng xuống. Đó. Như vậy suy ra một điều là nếu mà m dương thì cái hàm số này sẽ có giá trị nhỏ nhất, nó đạt được tại đỉnh, nó đạt được tại điểm y là đỉnh, tức là điểm y nó là điểm thấp nhất của đồ thị rồi, thì nó sẽ đạt được giá trị nhỏ nhất. Nhưng mà nếu m âm thì y nó là điểm cao nhất, mà y là điểm cao nhất đồng thời không, đồ thị hàm số không có điểm thấp nhất, nó còn đi xuống nữa, nó xuống âm vô cùng nữa, nó sẽ không có cái điểm thấp nhất, cho nên hàm số sẽ không có giá trị nhỏ nhất. Nói tóm lại, muốn hàm số có giá trị nhỏ nhất thì m phải dương, được chưa? Đó. Từ đó các em đi lập bảng biến thiên của cái hàm số này ra. Vậy chúng ta nhận xét thứ nhất, để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên r thì m phải dương. Là mình phải nhận xét được cái điều này. Và khi m dương rồi thì các em có thể lập bảng biến thiên. Ta có bảng biến thiên như sau. Lập bảng biến thiên mục đích là gì các em? Là để đi tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số. Được chưa? Nhớ lập bảng biến thiên thì chúng ta chỉ cần nhớ là ở giữa nó chính là trừ b trên 2a, âm vô cùng, đến dương vô cùng. Ở giữa này này, nó chính là trừ b trên 2a. Trừ b là mấy? Là 2m chia 2a, tức là 2m luôn. Vậy là bằng 1. Ở giữa là bằng 1.
Và như nãy mình đã nói là M phải dương, cho nên hệ số A dương. Và do đó đồ thị là một parabol hướng lên. Mà hướng lên tức là đi xuống rồi đi lên. Dạ, yeah. Đi xuống là bao nhiêu? Đây là dương vô cùng. Rồi đây là dương vô cùng này. Rồi 1 chúng ta thay vào coi. 1 thay vào là M trừ 5M là trừ 40M trừ 2. Rồi, như vậy hàm số này đạt giá trị nhỏ nhất là bằng trừ 40M trừ 2, đạt được khi x bằng 1. Như vậy min của y trên r nó bằng trừ 40m trừ 2 tại x bằng 1. Nhưng mà vì đề, theo đề ấy, thì cho là min của y trên r là bằng mấy? Trừ 10, đúng không? Nên thì suy ra được là 4 trừ 40m trừ 2 phải bằng trừ 10. Từ đây giải ra được M bằng mấy? M bằng 2. Được chưa? Như vậy đáp số bài này, giá trị nhỏ nhất của hàm số đạt được bằng trừ 10 khi M bằng 2. M bằng 2 rõ ràng là thỏa điều kiện M dương à. Nhận. Thỏa điều kiện M dương. Như vậy tóm lại ta có đáp án là gì em? M bằng 2. Đáp án B. Đáp án B đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta đến câu 13. Câu số 13 gì các em? Bảy biến thiên ở dưới là bảy biến thiên của hàm số nào? Được cho trong 4 phương án ABCD. Trước hết chúng ta nhận xét đây là người ta cho biết bảy biến thiên. Và người ta cho biết đi tìm, người ta yêu cầu đi tìm đồ thị. Thì các em có thể đi, thứ nhất là quan tâm đến, thứ nhất là bề lõm, tức là A dương A âm. Sau đó là quan tâm đến đỉnh. Và đồ đỉnh là bao nhiêu hả? Đỉnh là bao nhiêu? Rồi lấy đỉnh đó em thay vào. Rồi thay vào có thể là nó đúng hay nó thuộc là đồ thị không, hả? Thì đầu tiên ở đây bài này chúng ta thấy là bề lõm hướng lên, cho nên A phải dương em. A là phải dương. Vậy thì A dương chúng ta loại đi phương án nào? Loại đi A đi. Loại đi C, bởi vì A nó âm. Rồi, tọa độ đỉnh Y là 2 trừ 5. Nó thay vào 2 thay vào đây 4. 4 mà trừ đi 8, 9 là trừ 5. À, đáp án B các em. Chứ nếu mà 2 thay vào đây rồi 4, 4 mà trừ đi 13 là 9 nè. Trừ 9 lần, đúng không? Thay 2, x bằng 2 vào đây nó ra bằng trừ 9. Như vậy là loại nó bằng trừ 5 thôi. Đáp án là B các em. À, được chưa? Câu 13 B. Tiếp theo câu 14. Câu số 14, bảy biến thiên ở dưới là bảy biến thiên của hàm số nào? Thì bây giờ cũng vậy, ở đây ta coi thử hệ số A. À, ở đây hệ số A mang dấu âm bởi vì bề lõm hướng xuống, A âm, cho nên loại đi giá trị đáp án A và đáp án B. Đồng thời tọa độ đỉnh của chúng ta là T trừ 1 phần 2, tung độ là 3 phần 2. Thay tọa độ trừ 1 phần 2 vào đây, trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 4, trừ 1 phần 4. Rồi đây trừ 1 phần 4 nhân với 2 là trừ 1 phần 2 này. Trừ 1 phần 2 nhân với 2 là cộng 1, vậy là bằng 1 phần 2. 1 phần 2 là không đúng rồi, 3 phần 2 mới đúng, đúng không? Vậy đáp án C bị loại. Rồi trừ 1 phần 2 thay vào đây, trừ 1 phần 4. Đây chính là 1 phần 2, 1 phần 2 cộng 1 là bằng 3 phần 2, đúng rồi. Thì đáp án là gì các em? Yeah. Thay cái điểm Y này vào đây thì ra được là 3 phần 2. Chọn đáp án là yeah.
Được chưa? Bài này đã em về anh em. Tiếp theo, câu số 15. Đồ thị của hình bên là đồ thị của hàm số nào được liệt kê ở dưới ABCD? Thì cũng có giống vậy. Chúng ta quan tâm đến bề lõm, quan tâm đến tọa độ đỉnh, quan tâm đến các giao điểm với các hệ trục tọa độ. Được chưa? Ở đây bề lõm hướng nào em? Hướng lên, bởi vì A dương. Vậy là A phải dương. A dương thì chúng ta loại đi đoán nào? Đáp án C. Loại đi đoán C. Ở đây chúng ta thấy là đồ thị này đi qua điểm giao điểm với trục trung là 0-1. Tức là đi qua điểm 0-1. Đi qua điểm 0-1 thay vào đáp án D nó là 0-1. Vậy ta loại đi. Nó phải đi qua điểm 0-1. 0-1, đúng. À. Tiếp theo là chúng ta thấy đây. Ở đây là tọa độ đỉnh Y. Nó là gì em? 1-3. À, thay tọa độ đỉnh Y vào 1-3. 1 thay vào đây nó -4 lên. 1 thay vào đây -4 lên. Vậy loại đi. 1 thay vào đây, 1 thay vào đây thì nó đây là -3, đúng rồi này. À, đáp án B. Rồi, có một phương án nữa, có một cái điều kiện nữa mình có thể thử, đó là trục đối xứng nha mình. Trục đối xứng nó là x bằng -b trên 2a đó. À, ở đây là bằng 1. À, nếu mà trong nhiều bài chúng ta thử cái điều kiện này nữa, được chưa? Rồi câu 15 xong, qua câu 16. Câu số 16. Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số. Hồi đó là hàm số nào trong bốn phương án này? Rồi. Chưa khác chúng ta thấy là gì? Bề lõm hướng đó. À, bề lõm hướng xuống. Vậy là A phải mang dấu hiệu em. Âm. A âm thì loại đi đáp án A này. Loại đi đáp án C này. Vậy chúng ta còn hai đáp án này thôi. Đúng không? Ở đây chúng em thấy là nó cắt trục hoành tại hai điểm. Hai điểm này có tọa độ lần lượt là x bằng -1 với là x bằng 3. Điều này có nghĩa là cái phương trình y bằng 0 đó, nó phải cho ra hai nghiệm này. Đó. Đây chính là phương trình hình độ giao điểm giữa đồ thị với là trục hoành. Đó. Như vậy thì có hai nghiệm là -1 với 3. Vậy chúng ta bấm máy tính, chúng ta kiểm tra thử hai cái đồ thị này thì cái nào là ra. Bộ sao hai đồ thị này giống nhau em? Giống nhau rồi. -0.5 thì đó chính là -1/2. -1.5 thì chính là 3/2. Vậy cái đề xa đi em. Mà thôi kệ. Thì ở đây chúng ta kiểm tra bằng cách là bấm máy tính nghiệm. Coi thử là cái nào ra nghiệm là -1/3. Ta giải thành mặt 2 nha. 1, 5, 3. Đây là ví dụ B đi, -0.5, -0.5 bằng 1 bằng 1.5 bằng. Rồi, nghiệm bằng 3 này, nghiệm bằng -1, đúng rồi. Vậy đáp án B hoặc là D, bài này đáp án B hoặc D nhưng tức là khi phương trình đó là Y bằng -1/2 X bình cộng X cộng 3/2 hoặc là cái này đều được, B hoặc D đều được. Rồi. Vậy này đáp án B hoặc D, bởi vì hai cái đó nó trùng nhau. Tiếp theo câu số 17 các em. Câu số 17. Câu số 17 là cho hàm số Y bằng AX bình cộng B cộng C có đồ thị như hình bên. Khẳng định là đúng. Rồi. Các em quan sát một điều là đây là một bề parabol, bề lõm hướng lên. Vậy là A nó phải mang dấu gì các em? A nó phải mang dấu dương, đúng không? Ở đây người ta yêu cầu dấu của các hệ số này. A nó phải mang dấu dương nha. Thế thì ở đây nó cắt OI tại điểm có tung độ là dương, đúng không? Nó cắt OI tức là em cho x bằng 0 đó. Khi mà x bằng 0 thay vào đây thì y nó bằng C.
tức là cái chỗ này nó chính là C nè các. Từ đây đây là C. Và ở đây C nó mang dấu dương, bởi vì nó nằm phần phần dương của OI ấy mà. C là phải dương. Được chưa? Đó. Bây giờ tiếp theo nữa này. Hành độ của đỉnh, ở đây đỉnh là bên đây này. Đây là đỉnh. Đỉnh Y này, hành độ của đỉnh Y nó chính là trừ B trên 2A. Đúng không? Nhưng mà trừ B trên 2A này nó nằm ở phần dương nhé. Nó phải dương. À, điều này tương đương với lại là gì? A mang dấu dương rồi. A mang dấu dương rồi thì là tử với dương nữa. Tử với dương mà thằng trừ này rồi, vậy B phải mang dấu âm. Bởi vì A mang dấu dương. Đó. Vậy nó tóm lại tất cả là A dương, C dương, B âm. Đúng không? Nhớ đây, đây là hành độ của đỉnh nha. Hành độ của đỉnh. Còn đây là giao điểm với trục tung thì là C. Đó. Như vậy ta có đáp án là A dương, C dương và B âm. A dương, C âm sai rồi. A dương, C dương, B âm. Đúng rồi, đáp án B. Được chưa? Như vậy ta chọn đáp án B nha. Rồi. Tiếp theo, chúng ta qua câu số 18. Câu số 18 cho hàm số y bằng x bình cộng b cộng c có đồ thị như hình vẽ bên, khẳng định là đúng. Rồi, nó cũng nói về hỏi về các cái dấu, các cái dấu của các hệ số a b c, được chưa? Vậy đây đầu tiên chúng ta quan sát đến bề lõm này, bề lõm. Bề lõm sau đó quan sát đến giao điểm với OI. Giao với OI. Sau đó quan sát đến độ đỉnh. Và đặc biệt là hành độ đỉnh. Ha. Thứ nhất bề lõm là hướng xuống. Như vậy A mang dấu gì ra? Đúng không? A mang dấu âm. Đúng không? Sau đó giao điểm với OI này. Giao điểm với OI thì nó là 0C. X bằng 0, Y bằng C. Và ở đây C mang dấu âm. Ở đây C mang dấu âm này. Nó nằm dưới OI. Tiếp tục, hành độ của đỉnh là trừ B trên 2A đây, mang dấu dương. Mà hồi nãy là A mang dấu âm rồi, âm chia âm ra dương rồi, vì vậy B phải mang dấu dương. Đó, nói tóm lại, A âm, C âm, B dương. Được chưa? Rồi, chúng ta có đáp án gì đây? A âm, B dương. C âm, đáp án C mà. Đáp án C. Được chưa? Vậy thứ tự chúng ta quan sát là đây hả? Bề lõm, rồi đến giao điểm với OI, rồi đến hoành độ đỉnh. Được chưa? Tiếp tục đáp án câu số 19. Cho parabol B Y bằng A X bình cộng B X cộng C, trong đó A khác không. Xét dấu hệ số A và delta khi B hoàn toàn nằm phía trên trục hoành. Đây là hệ trục tọa độ này. Như vậy là B nó nằm hoàn toàn phía trên trục hoành, tức là nó phải gì thôi, đúng không? Đúng không? Bề lõm bắt buộc phải quay lên, không thể quay xuống được. Quay xuống là nó sẽ cắt trục hoành, nó sẽ nghiêng dưới trục hoành. Đó. Vì B nằm hoàn toàn phía trên trục hoành mà, cho nên là bề lõm phải hướng lên. Như vậy là A dấu dương này. Rồi A dấu dương rồi thì nằm hoàn toàn phía trên trục hoành, thì nếu như mà nó như thế này á, là cũng chưa hoàn toàn. Nó mới chưa hoàn toàn. Như vậy là nằm hoàn toàn phía trên chụp hình này phải như thế này, không được đụng tới chụp hình luôn, đúng không? Không được đụng luôn. Đó. Như vậy thì nó không được cắt chụp hình. À, tức là điều kiện thứ hai là parabol B giao với chụp hình bằng rộng. Mà giao với chụp hình bằng rộng tức là cái phương trình hành độ giao điểm giữa parabol B với chụp hình là vô nghiệm. Tức là cái phương trình này vô nghiệm này.
AX bình cộng BX cộng C bằng không vô nghiệm, đúng không? Nó vô nghiệm. Mà vô nghiệm thì delta phải mang dấu gì? Mang dấu âm. Vậy là delta âm. Được chưa? Nó tóm lại ta có là A dương và delta âm. Đấy, đáp án là gì đây? A dương và delta âm. Đáp án B kìa. Vì nó nằm hoàn toàn phía trên chụp hình cho nên cái phương trình AX bình cộng BX cộng C là vô nghiệm em ơi. Cho nên A dương và delta âm. Rồi, ta xem câu số 19. Câu số 20. Câu số 20 này như sau. Cho baryon B y bằng AX bình cộng BX cộng C với A khác không? Hả? Xét dấu hệ số A và delta khi baryon B cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và có đỉnh nằm phía trên trục hoành. Rồi, thì bây giờ chúng ta vẽ thử nha. Đây, bây giờ baryon cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt thì nó phải như thế này thôi, đúng không? Hoặc là như thế này. Nó mới cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt được. Nhưng mà nếu mà như thế này thì cái đỉnh nó sẽ nằm dưới trục hoành rồi. Đề là yêu cầu là đỉnh nằm phía trên trục hoành, vậy phải nên như thế này thôi. Đó, vậy loại trường hợp này đi ha. Loại trường hợp này. Vậy trường hợp này, trường hợp này thì A phải mang dấu gì anh? A phải mang dấu âm, bởi vì B là âm hướng xuống. Rồi, thế khi mà nó cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt thì cái phương trình hoành độ giao điểm giữa baryon B và trục hoành, tức là phương trình AX bình cộng B cộng C bằng 0 ấy, nó phải có hai nghiệm phân biệt. Mà có hai nghiệm phân biệt tức là delta mang dấu gì? À, delta mang dấu dương. Đúng không? A âm và delta dương, xong. Được chưa? Thì đáp án là gì? A âm và delta dương, đáp án D. Rồi, câu 20 đáp án D nha. Tiếp tục qua câu số 21. Tìm phương trình của baryon B y bằng AX bình cộng BX cộng 3X trừ 2. Biết rằng baryon có đỉnh Y trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 4, trừ 1 phần 4. Rồi, tức là yêu cầu tìm phương trình của baryon B. Nhưng mà ở đây nó là A chưa biết, nhưng mà B thì biết rồi, C thì biết rồi. Như vậy là chúng ta chỉ còn thay cái tọa độ đỉnh vào đây là xong. Hoặc là chúng ta có thể dùng hoành độ của đỉnh cũng được. Ở đây dùng hoành độ của đỉnh đi. Trừ B trên 2A, đúng không? Hoành độ của đỉnh là trừ B trên 2A, tức là trừ 3 chia 2A, nó bằng trừ 1 phần 2. Như vậy thay đơn giản đi thì ta ra được A bằng 3, đúng không? Như vậy A bằng 3 thì đáp án nào? 3X bình cộng 3X trừ 2. 3X bình cộng 7X trừ 2, đáp án D. Được chưa các em? 3X bình cộng 7X trừ 2, đúng không? Được chưa? Tiếp theo câu số 22. Câu số 22 là tìm giá trị của M để baryon B có đỉnh thuộc đường thẳng Y bằng 7X trừ 1. Như vậy trước hết mình tìm tọa độ đỉnh của anh này ha. Rồi lấy cái đỉnh đó thế vào đường thẳng này để xong. Đấy. Thứ nhất là hoành độ đỉnh Y, hoành độ đỉnh Y trừ B trên 2A. Trừ B là mấy em? Trừ B là 2M chia cho 2A là 2M nữa, như vậy là 1. Rồi 1 thay vào đây, như vậy là trừ 4M trừ 2. Đó là tọa độ đỉnh Y. Theo đề thì đỉnh Y này nằm ở đâu? Nằm trên đường thẳng D. Y bằng 3X trừ 1. Thì mình lấy cái tọa độ đỉnh Y mình thế vào.
thế x bằng 1, thế y bằng trừ 4m trừ 2. Chúng ta ra được là trừ 4m trừ 2 bằng y, và bằng 1 thế vào là 3 trừ đi 1 là bằng 2. Như vậy ra được m bằng trừ 1 em. M bằng trừ 1. Đúng chưa? Đáp án m bằng trừ 1 là B. Nha, xem câu 22 nha. Được chưa? Tiếp tục câu số 23. Đề yêu cầu xác định phương trình parabol B y bằng ax bình cộng b cộng 2. Biết rằng B đi qua hai điểm M và N. Thì rất là khỏe rồi, nó đi qua hai điểm M và N thì thay tọa độ M và N vào. Vậy ta có một cái hệ như sau. M thay vào là nhiêu? A cộng B cộng 2 bằng 5. Đúng không? Thay x bằng 1, thay y bằng 5. Rồi thay điểm N là trừ 2, 8. Thay x bằng trừ 2, y bằng 8. Trừ 2 bình lên là 42. Trừ 2B cộng 2 bằng y, tức là bằng 8. Được chưa? Rồi chúng ta đơn giản đi. A cộng B thì bằng 3. 4A trừ 2B thì bằng gì? 6. Mình có thể đơn giản cho 2 đi. Đơn giản cho 2 thì vậy là A cộng B bằng 3 này. 2A trừ B là bằng 3. Vậy các em chia ra được A và B. 6 chia 3, vậy A là bằng 3 này, B là bằng 0. Ồ, A bằng 2 chứ, xin lỗi, A bằng 2, B là bằng 1. A bằng 2, B bằng 1. Như vậy đáp án parabol B nó chính là y bằng 2x bình cộng x cộng 2. Đúng chưa? Đáp án A nha các em. Chọn đáp án A. Rồi, để xem câu 23 nha. Tiếp theo câu 24. Câu 24 đề như sau. Xác định phương trình parabol B 2x bình cộng B cộng C. Biết B đi qua điểm M 0,4 và có chụp cái xứng với bằng 1. Như vậy là ở đây có hai ẩn B và C. Như vậy là ta phải có hai phương trình. Thứ nhất là đi qua điểm M 0,4, thay điểm M 0,4 vào, thay x bằng 0. X bằng 0 là C, y là bằng 4. Rồi có chụp đối xứng với x bằng 1. Chụp đối xứng là trừ B trên cho 2A là trên cho 4 bằng 1. Vậy thì giải ra được là C bằng 4, B là bằng trừ 4. Vậy phương trình của parabol B là y bằng 2x bình trừ 4x cộng 4. Được chưa? Đáp án là gì? Đáp án là A. Đáp án này câu 24 A. Được chưa các em? Tiếp câu số 25 nha. Câu số 25. Biết rằng parabol B y bằng ax bình trừ 4x cộng c có hành độ đỉnh bằng trừ 3 và đồng thời đi qua điểm M trừ 21. Hãy tính tổng s bằng a cộng c. Rồi. Vậy trước hết là nó có hành độ đỉnh. Hành độ đỉnh là trừ b trên 2a, trừ b là 4, chia 2a tức là 2a. Hành độ đỉnh bằng trừ 3. Đồng thời nó đi qua điểm M trừ 21, thay điểm M vào, trừ 2 bình lên là x bằng trừ 2, thay vào là 4a. Trừ 2 nhân trừ 4 là cộng 8, cộng c bằng y là bằng 1. Rồi. Vậy thì giải ra được a là bằng nhiêu nè? 2 chia trừ 2 phần 3. Đúng không? Trừ 2 phần 3 thay vào đây, trừ 8 phần 3 cộng 8 cộng c bằng 1. Như vậy ở đây suy ra được là gì? A là bằng trừ 2 phần 3 này.
C là bằng trừ 7 trừ 7 cộng 8 bằng 3 trừ 7 1 1 trừ 13 bằng 3. Như vậy từ đây chia ra được là S bằng A cộng C trừ 15 bằng 3 tức là trừ 5. Đáp án gì? À, B chứ. Đáp án B. Được em. Rồi, xong câu số 25 nha. Và câu 26. Tiếp tục, đây đến câu số 26. Để nó tay cao như sau này. Biết rằng parabol B y bằng AX bình cộng BX cộng 2 với A lớn 1 đi qua điểm M trừ 1,6 và có tung độ đỉnh bằng trừ 1/4. Hỏi tích của A nhân B bằng nhiêu? Thế thì ở đây chúng ta thấy là nó đi qua điểm M, thì thay cái tọa độ điểm M này vào, đúng không? Thay điểm M vào đây. Người ta có được cái hệ như sau này. Nhất là điểm M trừ 1 bình lên là 1 này, x bằng trừ 1 bình lên là 1 này, A này trừ B này cộng 2 này bằng y là bằng 6, gọi là một phương trình ha. Thì tung độ của đỉnh, thì tung độ của đỉnh là bằng gì? Là trừ delta trên 4a là bằng 4, là bằng trừ 1/4. Đó. Như vậy từ đây chúng ta tính ra được là gì? A trừ B bằng 4. Đó. Trừ với trừ chúng ta bỏ đây nè, đúng không? 44 ta bỏ đi, thì vậy còn lại là delta bằng A. Đó. Thế mà delta bằng gì em? A trừ B bằng 4 ha. Delta là B bình trừ cho 4AC. C là mấy rồi? C là 2. Đó. Delta là B bình trừ 4AC. Và nó bằng gì đây? Bằng A. Như vậy ở trên mình sẽ rút A, rút B ra. Ở trên mình rút A ra đi. Vậy nếu mà rút B ra thì em thay vào nó sẽ bình phương lên, đúng không? Em rút A ra đi. Em rút A ra nó sẽ bằng gì? A ra nó sẽ bằng là B cộng 4. A nó sẽ bằng B cộng 4 nha các. Đó. Rồi thì thay vào xuống dưới nha. Thay xuống dưới. A bằng B cộng 4. Thay vào đây. B bình trừ cho 8A. Rồi viết lại nha. B bình trừ 8A với lại trừ A nữa là trừ 9A bằng 0. Rồi bây giờ thấy A vào này. B bình trừ 9 lần B cộng 4, tức là thay vào đây B cộng 4 bằng 0, đúng không? Vậy chúng ta ra được là B bình trừ 9B trừ 36 bằng 0. Vậy nó ra bao nhiêu, tính ra hai nghiệm là gì các em? Em tính ra hai nghiệm là B bằng 12 với B bằng trừ 3, đúng không? Đúng chưa? B bằng 12 với B bằng trừ 3. Thế này ở đây B là mình phải thế vào tìm A nữa. Đó. Như vậy là A B bằng 12 thì A nó bằng 16. B bằng 12 thì A bằng 16. Còn B bằng trừ 3 thì A nó bằng 1. Đó. Nhưng mà đề cho là gì? A nó lớn 1 cho nên loại này đi, đúng không? Như vậy chúng ta có cái cặp này. Rồi. Như vậy chúng ta hỏi cái tích B bằng A nhân B. Rồi chúng ta bấm cái tính đi. A nhân B là bao nhiêu nha? A nhân B là 12 nhân 16. 12 này. 12 nhân cho 16 bằng 192. Được chưa? 192. Đáp án C. Được chưa? Rồi. Tiếp tục chúng ta quay câu số 26 nha. Rồi, câu số 26. Xin lỗi, câu số 27.
Câu số 27, xác định parabol B y bằng AS bình cộng B cộng C. Biết rằng B có đỉnh y là 2-1 và các trục tung tại điểm có tung độ bằng -3. Rồi. Như vậy parabol B này á, nó cho, nó chưa cho ẩn gì cả, nó chỉ cho nó có ba ẩn luôn, A, B, C luôn, ba tham số luôn. Và nó có đỉnh y. Nó có tung độ bằng -3. Nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3. Tức là nó cắt OI tại điểm 0,3 mà. 0-3 chứ, 0-3. Nó cắt OI tại điểm 0-3 nha. Tức là x bằng 0, y bằng -3 mình thay vào đây. X bằng 0 thì C, C nó chính là bằng y, tức là bằng -3. Vậy là được một ẩn rồi, đúng không? Như vậy parabol B lúc này là gì? Y bằng AX bình cộng BX trừ 3. Rồi. Chúng ta đi dùng cái điều kiện này, đỉnh y này, 2-1. Đỉnh y 2-1 thì thế vào thôi. Thứ nhất là trừ B trên 2A. Trừ B trên 2A là bằng hoành độ. Trừ B trên 2A bằng hoành độ tức là bằng 2. Rồi, ở đây tung độ là bằng -1, nhưng mà mình không nên dùng điều kiện là trừ delta trên 4A, bởi vì nó bình phương lên nó sẽ rắc rối. Cho nên ở đây chúng ta coi như là điểm y là một đỉnh, mà là một điểm nằm trên parabol thôi, đúng không? Thay đỉnh y vào, thấy bằng 2 4A cộng 2B cộng C tức là -3 rồi, bằng y tức là bằng -1. À, chúng ta quy đồng lên ra được gì? 4A cộng B bằng 0. Rồi, phương trình thứ hai là gì? 4A cộng 2B bằng bằng gì chứ? À, bằng 2. À, được chưa? Từ đây chúng ta bấm máy giải ra AB thôi. Rồi A bằng mấy này? B sẽ bằng là 2, thì A sẽ bằng -1/2 hả? Từ đây này trừ đây thì là B bằng 2. B bằng 2 thì A sẽ bằng -1/2. B bằng 2, đúng không? Như vậy phương trình parabol B là gì? Y bằng -1/2x bình cộng 2x-3. Đúng không? -1/2x bình cộng 2x. Ủa? Sao lại là trừ 2x được? -1/2 hả? B bằng 2 thì là A bằng -1/2 nhé. Đó là bấm giải rồi. Đó là 1, 5, 1, 5, 1, 4 này, 1 này, 0 này, 4 này, 2 này, 2 này, -1/2, 2 đúng rồi, -1/2, 2. Đây thì kiểm tra lại đây. Thứ nhất là các OI là 0-3 này, đúng không? 0-3 là C bằng -3 này. Thứ hai là parabol B y bằng AX bình cộng BX -3, có đỉnh y. Như vậy là -B trên 2A là bằng 2, y 2-1, 2 trên đây là 4 cộng 2B -3, đúng rồi, 4A cộng 2B -3 bằng -1, đúng rồi. Chuyển vé qua là bằng 2, 3-1 là 2. Như vậy A bằng -1/2, B bằng 2 chứ. Đáp án này đúng không? Không sai nha. Đáp án B là y bằng -1/2x bình cộng 2x-3. Kể nó bán đề không có kể nó. -1/2x bình trừ 2x-3 nó gần giống cái này. Nếu cái này sửa lại là dấu cộng thì đúng rồi. Đáp B dấu cộng thì giống đáp B. Được chưa? Tất nhiên là đáp án của mình đây nha. Còn cái này nếu mà có thôi. Còn không thì sửa lại đề chỗ này này giống đáp án của mình. Rồi.
xong câu 27 nha, đáp án đây nha. Rồi, tiếp tục câu 28. Xác định parabol B, câu 28. Y bằng AX bình cộng BX cộng C. Biết rằng parabol B đi qua điểm M trừ 5, trừ 6 và các trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Rồi, hệ thức nào sau đây là đúng? Rồi, thế thì ở đây điểm M, nó đi qua điểm M trừ 5, trừ 6, đây ra là một phương trình gì em? M trừ 5, trừ 5 như vậy là 25A trừ 5B cộng C nó bằng Y là bằng 6, đúng không? Đồng thời nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng trừ 2, tức là nó đi qua điểm 0 trừ 2 đúng không? 0 trừ 2 cắt trục tung thì là hoành độ bằng 0, 0 trừ 2 thay vào đây thì C bằng trừ 2, 0 trừ 2 C bằng trừ 2, C bằng trừ 2 thay lên như vậy ta có được là 25A trừ 5B, C bằng trừ 2 chuyển vé qua là bằng 8. Đúng chưa? Như vậy hệ thức nào là đúng? Thì ở đây là 25A trừ 5B bằng 8 em. Đáp án B này. Đáp án B đúng. Được chưa? Ở đây không tìm được A, B, C cụ thể là bằng gì đâu. Bởi vì có chỉ có hai phương trình thôi. Được chưa? Tiếp tục câu 29. Biết rằng hàm số y bằng ax bình cộng b cộng c với e bằng 0 đạt cực tiểu bằng 4 tại x bằng 2 và các đồ thị đi qua điểm a 0,6 tính tích a nhân b nhân c. Ở đây chúng ta lưu ý cái từ cực tiểu nghĩa là gì? Vì parabol sẽ có hai hình thái thôi, một là bề lõm hướng lên, hai là bề lõm hướng xuống. Nếu mà bề lõm hướng lên thì đây là cái điểm thấp nhất, ta gọi là đây là điểm cực tiểu. Còn đây là nếu mà bề lõm hướng xuống á, thì là đây là điểm cao nhất, đây là gọi là điểm cực đại. Như vậy đạt cực tiểu tức là A nó phải hướng lên, A phải dương. Rồi đạt cực tiểu bằng 4 tức là Y của nó bằng 4 tại X bằng 2, tức là đỉnh Y có hoành độ là 2,4. Được chưa? Đến đây cái tọa độ là 2,4. Rồi, như vậy chúng ta có hai phương trình từ đến đây ha. Thứ nhất là ở đây nó dễ hơn nè. Đi qua điểm 0,6, mình thay điểm A vô trước đi. Đi qua điểm A 0,6 này. Và ta có được một phương trình đó là x bằng 0, y bằng 6. X bằng 0 thì là C đúng không? C là bằng 6. Rồi, như vậy lúc này parabol B có phương trình là AX bình cộng BX cộng 6, đúng không? AX bình cộng BX cộng 6, được chưa? Rồi, thì bây giờ tiếp tục, nó có đỉnh Y là 2,4 thì hoành độ nó là 2, tức là gì? Trừ B trên 2A bằng 2. Như vậy từ đây thầy rút ra được là 4A bằng trừ B, tức là 4A cộng B bằng 0, một phương trình thứ hai. Rồi đỉnh Y 2,4 thì ta được thay tọa độ đến Y vào đây, thay tọa độ đến Y vào, vậy là thay tọa độ đến Y vào thì ta được gì? Thay tọa độ đến Y tức là x bằng 2, y bằng 4, x bằng 2 bình lên là 4a cộng cho 2b cộng cho 6 bằng y nó bằng 4. Như vậy là 4a cộng 2b bằng trừ 2, đơn giản đi, 2a cộng b bằng trừ 1. Rồi vậy ta có hai phương trình sẽ ra hệ, đó là 4a cộng b bằng 0, 2a cộng b bằng trừ 1. Như bấm máy giải ra chúng ta được a và b. Rồi bấm máy giải ra nha. Vậy là gì đây?
410 rồi 2 1 trừ 1 2 bằng 1 bằng trừ 1 bằng 1 phần 2 trừ 2 1 phần 2 trừ 2 được chưa? Như vậy C hồi nãy là bằng 6 rồi, C là bằng 6. Như vậy từ đó A nhân B nhân C là mấy anh em? A nhân B nhân C là bằng trừ 6, đúng chưa? Trừ 6 đáp án là gì? A. Được chưa em? Rồi nha. Tức là ở đây nó có 3 điều kiện. Đi qua điểm A, mình sử dụng điểm A trước này. Rồi x bằng 0 nó dễ. Rồi đỉnh thì mình thay trừ B cho 2A và thay tọa độ đỉnh vào. Rồi xong. Được nha. Rồi. Tiếp tục câu số 30. Câu số 30 nha. Biết rằng hàm số y bằng s bình cộng b cộng c với a khác không đạt giá trị lớn nhất là bằng 1/4 khi x bằng 3/2. Đạt giá trị lớn nhất nha. Đạt giá trị lớn nhất tức là bề lõm nó phải hướng xuống. Cho nên mà bề lõm hướng lên thì nó không có giá trị lớn nhất. Nó chỉ có giá trị nhỏ nhất thôi. À. Thế thì đạt giá trị lớn nhất thì là a phải âm. Bề lõm xuống a phải âm. Bằng 1/4 tức là y tại x bằng 3/2. Tức là cái đỉnh y này có hành độ là 3/2. Và tung độ là 1/4. À, được chưa? Thì nói lại nha. Vì cái hàm số này đạt giá trị lớn nhất cho nên là a phải âm. Lúc đó cái giá trị lớn nhất đó chính là giá trị tung độ của đỉnh. À, vậy thì hàm số đạt giá trị lớn nhất là 1/4 tại x bằng 3/2, tức là tọa độ đỉnh đó là 3/2 1/4. Đó. Và tổng lập phương các nghiệm của phương trình y bằng 0 bằng 9, tức là cái phương trình y bằng 0 á, nó là phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0. Tổng lập phương các nghiệm tổng lập phương các nghiệm là bằng 9. Tức là khi mà bề lõm nó hướng xuống như thế này á, thì nó cắt ox tại hai điểm. Bởi vì cái tung độ này nó bằng 1/4 là nó dương này. Tung độ của đỉnh y nó nằm trên trục hình. Cho nên chắc chắn rằng nó sẽ cắt cái trục hoành tại hai điểm. Thì chắc chắn là hai điểm này có hình đó là x1 x2 này. Đó. Thì hai cái điểm này x1 x2 này chính là nghiệm của phương trình này. Và theo đề cho thì x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 là bằng 9. Được chưa? Rồi. Thế thì từ hai cái dữ kiện đó, bây giờ mình đi khai thác từ từ này. Thứ nhất là hình độ đỉnh y là 3/2. Vậy ta có phương trình đầu tiên này, đó là trừ b trên 2a bằng 3/2. Vậy ta suy ra được là b nó bằng trừ 3a. Một phương trình đầu tiên, đúng không? Rồi phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai này. Cái đỉnh y này nằm đâu? Cũng vẫn nằm trên parabola thôi, đúng không? Vẫn là nằm trên parabola thôi. Về phương trình thứ hai ha. Thay x bằng 3/2 và thay y bằng 1/4. Thay vào đây. 3/2 bình là 9/4 a bình. 9/4 a cộng 3/2 b cộng c nó bằng 1/4. Đó. Như vậy thì mấy em có thể thế b bằng trừ 3a vào đây. Thế b bằng trừ 3a như vậy là trừ 9/2a cộng với lại 9/4 thì là trừ 9/4a. Thế b bằng trừ 3a nhưng mà cộng c bằng 1/4. À, thì nhân hai vế với lại trừ 1, chuyển vế qua luôn đi. À, như vậy thì có được là c nó bằng gì? 9/4a, chứ là 9a cộng 1 chia 4. Đó. Được chưa? Rồi.
Thế thì ở đây chúng ta có hai phương trình rồi đó, hai điều kiện này, tức là đỉnh y chúng ta đã khai thác cái giá trị lớn nhất tại 3/2, từ đó suy ra được đỉnh y là 3/2 1/4, từ đó là suy ra được hai phương trình rồi đó. B bằng trừ 3A và C bằng 9A cộng 1 chia 4. Bây giờ chúng ta phải tìm thêm một phương trình nữa. Thì cái đường này y bằng 0 này, phương trình y bằng 0 này này, nó có hai nghiệm mà tổng lập phương có các nghiệm bằng 9. Tức là x1 cộng x2 bằng 9. X1 mũ 3 chứ, cộng x2 mũ 3 bằng 9. Đó. Thì đặt ở đây là đẳng thức sao ha, sao tương đương này. X1 cộng mũ 3 mà cộng x2 mũ 3 á, thì nó chính là x1 cộng x2 tất cả mũ gì? Mũ 3. Rồi sau đó em trừ đi 3 lần x1 x2 nhân cho x1 cộng x2 đó bằng 9. Được chưa? Đó. Thì chúng ta nhớ định lý vế ta, x1 cộng x2 bằng gì? Trừ b trên a. Rồi x1 nhân x2 bằng gì? C trên A, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là B là bằng trừ 3A. Thì B bằng trừ 3A thì thế vào đây là 3A chia A, vậy là bằng 3. Đó. X1 cộng X2 là bằng 3 nha. Vậy là 3 mũ 3 trừ 3 nhân X1 nhân X2 là C trên A. X1 cộng X2 là bằng 3, vậy bằng 9. Đó. Chuyển vé qua, 3 mũ 3 là 26, 27, 27 trừ 9 là 18, 18 chia cho 9 là bằng 2. Vì vậy C phần A bằng 2. Nghĩa là ta có là C nó bằng 2A. Rồi, vậy là 3 phương trình được em. Được chưa? Thế thì thay C bằng 2A vào đây. 2A bằng 9A cộng 1 chia 4. Như vậy là tương đương 8A, A bằng trừ 1. Rồi, A bằng trừ 1 thì C bằng trừ 2. C bằng trừ 2 và B bằng 3. Được chưa? Tóm lại A bằng trừ 1, C bằng trừ 2 và B bằng 3. Người ta hỏi A nhân B nhân C thì A nhân B nhân C là bằng 6. Sáu, được chưa? Rồi đáp án là gì? B. Lưu ý ở chỗ này là x1 cộng x2 là bằng trừ b trên 3 trên a, thì mình thay cái giả thiết là b nó bằng trừ 3a vào, trừ cái trừ là cộng 3a chia a nữa là bằng 3. Đó, thì nó sẽ làm gọn cái phương trình này như đây, đúng không? Rồi như vậy thì kết thúc cái câu số 30 ở đây. Tiếp tục câu số 31. Câu số 31. Tìm tọa độ giao điểm B y bằng x bình trừ 4x với đường thẳng D y bằng trừ x trừ 2. Thì đầu tiên chúng ta xét trình hình độ giao điểm x bình trừ 4x nó bằng trừ x trừ 2. Vậy chuyển vế qua là x bình trừ 3x cộng 2 bằng 0. Vì vậy thì có hai nghiệm là 1 và 2. A cộng B cộng C bằng 0. Một nghiệm bằng 1, nghiệm bằng C chia A. Rồi, x bằng 1 thế vào đi D đi. Y bằng trừ 3. X bằng 2, Y bằng trừ 4. Vì vậy hai đi giao điểm đó là 1 trừ 3 và 2 trừ 4. Đây, đáp án B. Được chưa? Tiếp tục câu số 32. Câu số 32 này là điểm A và điểm B là tọa độ giao điểm của B và delta giá trị B cộng D bằng bao nhiêu. Tức là mình phải đi tìm tọa độ giao điểm của A và B đây. Từ đó mình sẽ ra B cộng D hả? Câu 32 này mình xét nhìn độ giao điểm đi. 2x trừ x bình nó bằng là 3x trừ 6. Như vậy là x bình cộng x trừ 6 bằng 0.
Rồi, vậy chúng ta có hai nghiệm, đó là gì em? Trừ 3 và 2. X bằng trừ 3 và X bằng 2, đúng không? Rồi, X bằng trừ 3 thay vào đây, trừ 9, trừ 15. X bằng 2 thay vào đây, 6, 6 bằng 0. Như vậy, điểm A, cái tọa độ là trừ 3, trừ 15. Điểm B thì là 2, 0. Như vậy là B ở đây này, B là bằng trừ 15. G là bằng 0, như vậy B cộng G là bằng trừ 10, 15. Trừ 15 như các em. Đáp án là G. Yeah. Được chưa? Đáp án G. Tiếp tục. Câu số 33. Đường thẳng nào sau đây tiếp xúc với lại parabol B? Người ta cho 4 đáp án ha. Bốn đáp án đó là gì? Y bằng hay y bằng x cộng 2. Với là y bằng trừ x trừ 1. Y bằng x cộng 3, với là y bằng trừ x cộng 1. Thế thì cái đường thẳng mà tiếp xúc với parabol á thì cái phương trình hành độ giao điểm nó phải có nghiệm kép, đúng không? Vậy chúng ta xét cái phương trình hành độ giao điểm nha. Xét cái phương trình hành độ giao điểm giữa cái đường parabol này với lại một trong những cái đường thẳng này. Coi thử là phương trình nào có nghiệm kép thì đường thẳng đó thì sẽ tiếp xúc. Rồi, giữa cái đường thẳng này với lại parabol câu A đi, chúng ta cho là x cộng 2 bằng 2x bình trừ 5x cộng 3. Vậy ra là gì? 2x bình trừ 6x cộng 1 bằng 0. Thì này nó không có nghiệm kép đúng không? Này có hai nghiệm phân biệt này. Đó là x bằng gì? X bằng 3 cộng trừ 3 bình là 9, 9 trừ 2 là 7, cộng trừ căn 7. Như vậy loại. Nó không có nghiệm kép là loại. Cái nào có nghiệm kép mình mới nhận. Rồi, tiếp parabol B là cái đường thẳng này, bằng là 2x bình trừ 5x cộng 3. Vậy là 2x bình chuyển vé qua là cộng 4x, đúng không? Trừ 4x nhé. Trừ 4x cộng 4 bằng 0, phương trình này vô nghiệm đó. Đúng không? Phương thứ 3 đây. 2x bình trừ 5x cộng 3 chuyển vé qua nó là 2x bình trừ 6x bằng 0. Anh này có hai nghiệm là 0 với 3 rồi. Như vậy là loại luôn. Có hai nghiệm là không được. Yêu cầu tiếp xúc là phải là nghiệm kép. Rồi, 2x bình trừ 5x cộng 3 chuyển vé qua, chuyển vé qua là 2x bình trừ 4x cộng 2. Anh này có nghiệm kép là bằng 1 nhé. 1 nhận. Đúng không? Rồi tóm lại là đáp án G. Đường thẳng này tiếp xúc này. À, tiếp xúc là phải có nghiệm kép nhé. Tức là delta nó phải bằng 0. Đây là nghiệm kép này. Rồi, xong câu 33. Tiếp theo câu 34. Tìm tất cả các giá trị của M, các giá trị của B chứ, để đồ thị hàm số y bằng trừ 3 x bình cộng x trừ 3, các trục hoành tại hai điểm phân biệt. Rồi, đa xét phương trình hành độ giao điểm trừ 3 x bình cộng x cộng 3 trừ 3 bằng 0, đúng không? Trục hoành là y bằng 0, vậy tương đương nhân hai vé với trừ 1 đi. 3 x bình trừ bx cộng 3 bằng 0. Thế thì đề yêu cầu là cắt cho hoành tại 3, 2 điểm phân biệt, tức là delta phải dương. Delta là b bình phương trừ 4ac trừ 4 nhân 9 là trừ 36 phải dương. Như vậy ta có được là b bình lớn 36, đúng không? Căn bậc 2 2 vé, như vậy là chỉ được b lớn 6. Như vậy ta có là b sẽ lớn 6
hoặc B bé hơn trừ 6. Đúng chưa? Đáp án là A. Được chưa em? Rồi. Chúng ta có 35 nha. Câu số 35. Cho ba đáp án B và đường thẳng y bằng x cộng 1. Tìm tất cả các giá trị của A để tiếp xúc với D. À, tiếp xúc thì phương trình hình độ giao điểm nó có nghiệm kép thôi em. Vậy là phương trình hình độ giao điểm là x bình cộng x cộng 2 nó bằng A x cộng 1. Vậy chuyển vế qua, x bình cộng 1 trừ A nhân x cộng 1 bằng 0. Như vậy là delta B bình phương trừ 4AC. Đó. Thế thì để B tiếp xúc với D thì delta này phải bằng 0. Chuyển vế qua là 1 trừ A tất cả bình bằng 2, bằng 4 nhé. Như vậy ta ra được là 1 trừ A bằng 2, với lại là 1 trừ A bằng trừ 2. Từ đó thì tìm được A, A là bằng trừ 1 hoặc là A bằng 3. Được chưa? 1 hoặc là trừ 1 hoặc 3. Đáp án A. Xong câu 35 nha. Câu số 36. Cho ba đáp án B, tìm M để ba đáp án không cắt chụp khoảnh. Không cắt tức là phương trình hình độ giao điểm vô nghiệm, đúng không? Chúng ta xét cái phương trình x bình trừ 2x cộng m trừ 1 bằng 0. Người tính delta phẩy đi, b phẩy bình trừ ac tức là bằng 2 trừ m. Thì để không cắt, không cắt nha mẹ, không cắt chụp khoảnh tức là delta phải âm. Từ đó suy ra được m phải lớn 2. Được chưa? Mà lớn hơn đáp án B. Yeah. Rồi, xong nha, xong câu 36 nha. Tiếp tục câu số 37. Câu số 37 như sau. Cho ba đáp án B y bằng x bình trừ x cộng m trừ 1. Tìm tất cả các giá trị của m để ba đáp án cắt OX tại hai điểm phân biệt có hành độ dương nha em. Hai điểm phân biệt mà có hành độ dương. Như vậy chúng ta xét cái phương trình hình độ giao điểm x bình trừ 2x cộng m trừ 1 cắt OX là bằng 0. À, thế đề yêu cầu là cắt OX tại hai điểm phân biệt có hành độ dương, tức là ta có gì? Delta phải dương này, phải cho có hai nghiệm phân biệt này. Và hai cái hành độ dương đó, tức là cái phương trình này phải có hai nghiệm dương phân biệt. Vậy là delta dương này, tổng dương này, tích dương. Đó. Đây là điều kiện để phương trình này có hai nghiệm dương phân biệt nhé. Hai nghiệm dương phân biệt. À, thì đã delta dương, tổng dương và tích dương. Delta là trừ delta phẩy cũng được. B phẩy bình trừ AC 1 trừ cho AC dương. Tổng là trừ B trên A 2 dương. Tích là C trên A M trừ 1 dương. À, hai dương này luôn đúng rồi. À, vậy trên là 2 trừ m dương m biến 2. À, 2 trừ m dương, làm từ từ nha. 2 trừ m dương đó, ở dưới là m trừ 1 dương. Rồi, như vậy ta ra được là m biến 2 với lại m lớn 1. Rồi, như vậy ghi chung lại là m lớn 1 và biến 2. Được chưa? Đáp án gì? À, đúng chưa các em? À, em nghe. Tiếp tục câu số 38. Câu số 38 sao? Người ta cho một cái hàm số fx bằng ax bình cộng b cộng c có 7 miếng thiên như sau. Đây. À, tìm tất cả các giá trị của hàm số m để phương trình fx trừ 1 bằng 0, fx trừ 1 bằng m có đúng 2 nghiệm. Có đúng 2 nghiệm. Như vậy đây là fx này. Đây là đồ thị fx này. Đó. Như vậy là chúng ta chuyển vế phương trình này qua. Phương trình nó sẽ tương đương là fx bằng chuyển số 1 này qua m cộng 1, đúng không? Thế thì cái đường fx là cái đồ thị nó như thế này. À, cho nên trừ 1 nha. Còn cái đường y bằng m cộng 1 là cái đường nằm ngang, đúng không? Đường nằm ngang. Vậy thì đây là cái đường y bằng m cộng 1 này.
Vậy thì đề yêu cầu là nó phải cắt tại đúng 2 điểm. Đúng 2 điểm thì nó phải như thế này. Đó. M cộng 1 này nó phải sao? Lớn hơn trừ 1. Nó biến trừ 1 là không có giá điểm. Nó bằng trừ 1 là tiếp xúc. Nó phải lớn trừ 1. M cộng 1 lớn trừ 1. Vậy ra là M phải sao? Lớn trừ 2. Được chưa? Đấy. Thì đáp án là M lớn trừ 2. Đáp án C. Được chưa các em? Bởi vì đề yêu cầu là có cắt nhau phải đúng 2 điểm mà. Đây là chính là phương trình hành độ giao điểm giữa hai cái đồ thị. Một bên là cái đường Fx, một bên là cái đường M cộng 1. Thì cái đường M cộng 1 là cái đường nằm ngang. Đó. Muốn cho nó cắt phải 2 điểm thì nó phải lớn trừ 1. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Câu 39. Cho cái hàm số Fx bằng Ax bình cộng Bx cộng C có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị mật thực của M để phương trình. Phương trình đó là Fx cộng M trừ 2018 bằng 0. Có duy nhất một nghiệm nha mấy. Rồi, chúng ta coi thử đồ thị. Đây. Đây là cái đồ thị đây. Và người ta yêu cầu là phương trình này có duy nhất một nghiệm. Tức là có đúng một nghiệm. Đấy. Rồi, chúng ta chuyển vé qua ha. Chuyển vé Fx qua. Chuyển vé M qua đây là 2018 trừ M. Đó. Cũng vậy. Cái đồ thị Fx đây. Còn cái đường Y bằng 2018 trừ M đó là cái đường nằm ngang đó này. Đó. Thế thì đề yêu cầu là sao? Đề yêu cầu là phải có đúng một nghiệm thôi. Như thế này là hai nghiệm thôi. Như thế này là một nghiệm thôi em. Có đúng một nghiệm thôi. Như thế này là một nghiệm. Còn như thế này là vô nghiệm này. À, cái đường Y bằng 2018 trừ M nó là một cái đường song song với trục hoành. Được chưa? Như vậy thì muốn có đúng một nghiệm thì là 2018 trừ M này nó phải bằng gì? Bằng 2. Từ đó chuyển vé qua ta được M bằng gì các em? 2016. Đúng chưa? Rồi, đáp án là B. Đáp án B nha các em. Rồi. Tiếp tục câu số 40. Cho hàm số Y bằng Ax bình cộng Bx cộng C có đồ thị như hình bên. Hỏi với những giá trị nào của tham số M thì phương trình trị tuyệt đối Fx bằng M có đúng 4 nghiệm. Có đúng 4 nghiệm nha mày. Thế thì ở đây là trị tuyệt đối Fx bằng M. Trị tuyệt đối Fx bằng M chứ không phải là Fx nha mày. Vậy chúng ta cần phải vẽ cái đồ thị Y bằng trị tuyệt đối Fx. Cái đồ thị này nó vẽ được là bằng Fx nếu như Fx lớn bằng 0. Đúng không? Và nó sẽ bằng trừ Fx nếu Fx âm. Như vậy cách vẽ cái đồ thị này là gì? Chúng ta sẽ giữ nguyên cái đồ thị Fx ban đầu nhưng mà ứng với cái phần nào nào. Fx lớn bằng 0 là ứng với cái phần nằm trên trục hoành. Còn cái phần nằm dưới trục hoành thì chúng ta lấy đối xứng qua Fx. Đúng không? Dưới trục hoành này, lấy đối xứng qua Fx. Như vậy thì cái phần đây, đây là đồ thị Fx đây, giữ nguyên này. Hai cái đây là giữ nguyên. Nằm trên trục hoành là chúng ta giữ nguyên nha. Đây. Và đây. Đó. Còn phần nằm dưới trục hoành thì sao? Lấy đối xứng qua Fx nha mấy. Lấy đối xứng qua Fx. Đây đối xứng qua thì ở đây là 2 trừ 1 thì đối xứng qua là 2, 1. Đó. Đó. Bỏ này đi. Bỏ đi. Đó. Đây chính là hai cái thằng đó hợp lại. Đó chính là cái đồ thị của Y bằng trị tuyệt đối Fx. Được chưa? Thì ở đây yêu cầu là có 4 nghiệm phân biệt. Đây là cái đồ thị Y bằng trị tuyệt đối Fx rồi này. Còn cái đường Y bằng M đó, Y bằng M là đường nằm ngang đó này. Đó. Như vậy muốn cho cái phương trình này có 4 nghiệm thì hai cái đồ thị này phải cắt nhau tại gì em? Hai đồ thị này phải cắt nhau tại 4 điểm phân biệt. 4 điểm phân biệt thì nó phải như thế này. Đúng không? 1, 2, 3, 4. Đó. Tức là M nó phải lớn không và gì? Bé hơn
Một, nó phải thuộc vào con không một, được chưa? Vậy đáp án là gì? Đáp án là A. Nó phải thuộc vào con không một. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục câu số 41 nha. Câu số 41 cho hàm số Fx bằng Ax bình cộng B cộng C có đồ thị như hình bên. Với giá trị nào của tham số M thì ký phương trình Fx trị tuyệt đối trừ 1 bằng M có đúng 3 nghiệm phân biệt. Để chuyển vế thành nó đó qua. Chuyển vế này là qua là F của trị tuyệt đối X nó bằng là M cộng 1. Như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta phải biết vẽ cái đồ thị này nữa. Vẽ cái Fx trị tuyệt đối thì nó sẽ bằng Fx nếu x lớn bằng 0, và đồng thời nó là hàm chẵn. Như vậy là cái phần mà x lớn bằng 0, tức là cái phần bên phải của y đó mà, là chúng ta sẽ giữ nguyên. Rồi sau đó vì nó là hàm chẵn cho nên sẽ lấy đối xứng cái phần bên phải của y qua bên trái đó. Tức là giữ nguyên bên phải của y, giữ nguyên bên phải ôi, rồi lấy đối xứng qua ôi. Rồi vậy chúng ta vẽ giữ nguyên cái đồ thị Fx này, giữ nguyên bên phải ôi, giữ nguyên lại, đúng không? Giữ nguyên cái phần này, và tất nhiên cái phần bên trái mình bỏ đi, bên trái Fx mình bỏ đi. Đó. Bây giờ sau đó giữ nguyên xong rồi lấy đối xứng cái phần bên phải qua đi. À, 2 ha, bên này là trừ 2, trừ 2 1, trừ 2 trừ 1, rồi đây, đối xứng qua này, điểm này đối xứng qua đây, điểm này đối xứng qua đây, à. Được chưa, đây chính là hợp hai phần này lại, nó chính là cái đồ thị trị tuyệt đối Fx, F của trị tuyệt đối X. À, này. Được chưa? Cái gì đề yêu cầu là gì em? Cái phương trình này nó phải có gì? Có đúng 3 nghiệm em. Thế thì có đúng 3 nghiệm là cắt cái đồ thị F trị tuyệt đối X này này. Nó phải cắt cái đường Y bằng M cộng 1 này tại đúng 3 điểm. Đó. Nhưng mà như thế này là vô nghiệm rồi. Như đây là 2 nghiệm, này 4 nghiệm này, 3 nghiệm thì phải nằm đây. Như vậy là M cộng 1 phải bằng gì? Phải bằng 3. Vậy từ đó em M bằng 2. Đúng chưa? M bằng 2. Rồi. Tiếp tục câu số 42. Câu cuối cùng. À, câu số 42 như nó trùng với câu nào nãy mình làm rồi. Câu số 42 nó trùng với cái câu nào? Đúng không? Nãy mình làm cái câu này giống rồi. À, câu số 42 nó trùng với câu 34 này. Đúng không? Trùng câu 34. Ừ, mình tự giải nha. Nó đang A. Câu số 42 là đang A. Câu số 42 là đang A. Nó trùng với câu 34 này. Trùng 34. Rồi. Kết thúc cái giải bài tập trắc nghiệm của cái phần hàm số bậc 2 đây nha các em.